Hello, điểm em hướng dẫn anh chị kiếm tiền trên một con app Lucky Pin anh chị. Xin chị tải về và nhận được miễn phí là 4 đô anh chị. Min rút có 10 đô anh chị, em chỉ cài thêm 6 đô nữa là được 10 đô. Tại vì em mới tải về là được 4 đô anh chị. Sau khi anh chị tải về xong, anh chị tiếp vào cái hình dấu gạch trên đầu người của anh chị nha. Anh chị login bằng Google, Facebook gì cũng được chứ. Rồi, anh chị nhập cái mã code giùm giúp em. Cái này là mã ghép CDZ2, anh chị nhận được 50 50 tóc cần gì đó. Anh chị không nhập cũng không sao, vì em review cho anh chị chơi mà. Anh chị không nhập cũng được nữa. Mà em khuyên anh chị nên nhập đi, nhập kiếm 50 tóc cần. Rồi đem ra em hướng dẫn. Sau khi anh chị vô nè, anh chị được mấy chục lượt cào gì nè. 50 lượt cào anh chị ơi. Rồi sau khi anh chị cào được 5.000 coi tùy theo anh chị. Anh chị muốn nhân hai thì coi xem quảng cáo này, em có coi em review cho anh chị. Rồi chết, cũng bị quảng cáo nữa. Kệ, chút xíu không sao đâu. Mấy giây à. Rồi anh chị qua bên một lúc khi pin này anh chị. Anh chị quay. Mình đều chơi free được ba ba lần anh chị. Đô 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 anh trai ơi, đô đô à, được, mình được 10.000 token. Thôi mình xem cái quảng cáo đi, đây bo uống quá, mình xem cái quảng cáo đi. Anh chị chờ em chút nha, 30 giây à. Tại em thấy nhận được 10.000 tôi cần xem cái quảng cáo, nhận được 20 cho nên em xem luôn. Em cũng định làm video này nữa, em thấy nó cũng ngon ngon rồi em làm luôn. Rồi ok anh chị, em còn lượt quay nên em quay luôn đi cho hết luôn đi. Đâu 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 đâu, 1.01 đô, ok. À, anh chị kiếm 10 đô rồi em thoát ra đi. Rồi em, anh chị qua một này, cào cào cái nước á, đừng như đây nhân hai thôi, có 4.000 nhân hai thôi. Đây review anh chị qua cái một lúc kỳ đòn anh chị. Anh chị bấm gâu. Ôi, cái này em không có, chưa có điểm anh chị ơi. Phải không? Thoát ra đi, thoát ra đi. Anh chị vô đập dịch nè anh chị. Chị vô trò chơi đập dịch nha anh chị. Anh chị đập mỗi lần anh chị được 3 là lượt phi anh chị. Được mấy? Đồ được 0.1 đô. Đập nữa. Nhân 3. Em còn lượt đập nữa, em đập luôn cơ. 0.2 đô. Anh chị xem cái quảng cáo thì được, để em xem thử. Này em cũng mới tìm hiểu nha anh chị, em mới tải về trên cái đợt luôn mà em đang vừa tải mà vừa làm video luôn. Em chưa qua lần nào bởi vì anh chị ơi, anh chị xem cái video thì được 3 lượt đập anh chị. Đô với token nhân 2 s. Đồ thôi em thoát ra đi, app này chơi rất ngon anh chị. Nè à, mình được nhiêu tôi cần anh chị, sau 4 tiếng anh chị, sau 4 tiếng hộ anh chị đảo lại chơi tiếp anh chị. Anh chị xem cái quảng cáo thì nó giật thời gian của anh chị lên nè, anh chị phàn đem xem cái quảng cáo đó. À đây là gì đâu, review mà toàn áp xem quảng cáo không chết rồi. Anh chị sau khi anh chị xem cái quảng cáo này giật anh chị là 2 tiếng. Rồi cần một hộp quà này thứ đây.
Ôi cái này game mà chết. Thôi đi anh chị, tay game này là làm theo yêu cầu nữa nè. Thôi đi em không có thích này đâu. Anh chị tự tìm hiểu nha. Và anh chị qua bên phần Gitter đi. Rồi win 1S. Mấy này gì tờ. Vô thứ. Ôi cái này mấy trò chơi anh chị ơi. Anh chị chơi hên xui. Thôi để em thoát ra đi. Quảng cáo hoài tờ. Set unit. Không phết 05. Ồ em được 0.05 đô nữa nè anh chị. Rồi cộng 4.000 tôi cần nên anh chị. Rất ngon anh chị. Ồ quá ngon. Em bỏ đi. Continue là xem quảng cáo. Bỏ đi. Qua đây kìa. Bấm go. Chết. Go. Đây mấy hộp quà nha chị. Anh chị nhấp cho chúng anh chị. Rồi. Chết, em nhấp không trúng anh chị ơi. Em chơi game dở lắm. Ờ, à, dính lên anh chị có gì đây. Đô, 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 đô. Ồ. Nhân 2 tôi cần. Tóc cần. Cần gì không? Bàn để em lên chị anh chị. Đô. Chết. Gì đây, gì đây. Đô. Tờ nhân 2 tôi cần ngoài tờ. Này thưa anh chị. Đô ơi. Tờ nhân 2 tốc căng hoài. Này có chung đô luôn anh chị. Thôi gì em thoát ra đi đây. Mất thời gian của anh chị thêm. Rồi vậy cái app này. Đây là mấy những người giành tốc căng chiến thắng anh chị. Vậy video của em. Mà dép của em thì em có để dưới phần link mô tả đó. Anh chị nào có ủng hộ thì ủng hộ, còn không ủng hộ cũng được. Này em review chắc em cho anh chị thấy cũng ngon quá. Em mới vừa tải app vừa review là được 5 đô, em cài thêm 5 đô nó làm rút anh chị. Vậy video của em đến đây kết thúc. Xin chúc anh chị kiếm thật là nhiều tiền trên một con game này. Em cũng không có thích chơi game lắm ha anh chị. Chào tạm biệt tất cả anh chị. Hẹn anh chị gặp lại trong các video lần tiếp theo của em.